Gia đình đấy hôm 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 gần nhất anh ạ, hôm gần nhất là em mới sang, mẹ em đang ở Nhật, thế là hai vợ chồng sang Nhật thăm mẹ với lại cả bà chị ở bên đấy. Thì bắt đầu là vì mẹ em sang đấy thì để mẹ em trông con hộ chị gái em ấy, không có thời gian xem, nhưng chỉ xem mấy cái lát cắt ở trên trên các cái nền tảng VTV Go rồi VTV VTV giải giải trí các trí. thứ thôi. Nhưng đến khi bắt đầu xem từ tập 1 đến tập 9 về ra cũng sợ quá con ơi. Mẹ xem mà mẹ không dám xem một mình, cứ phải chờ chị Trang chị về xong để hai mẹ con xem với nhau, còn xem một mình không dám xem. Vì cái phim này cũng kể cả tiết tấu với lại cả âm nhạc thả vào phim ấy, nghe nó cũng Nó rất dùng là nó mà bắt điều đầu tra nó hồi hộp. nó hồi hộp, nó kịch tính, thực sự là rất là kịch tính. Thì đấy, về ngoại hình về mọi thứ thì mẹ em cũng cảm thấy là nó hơi bị mẹ mẹ em bảo là phải phải xem, cần xem với chị. Còn với con các con em thì em cũng chia sẻ rồi là đầu tiên khi mà về thì các cháu cũng thấy rất là lạ, ngoại hình của bố lạ quá. Tóc tai các Sau thứ. trông nhất là những cái hôm mà ăn mặc nguyên cả cái bộ quần áo đang đi diễn về cơ, trông nó cứ lùng thà lùng thùng, xong về nhà các cháu không quen. Nhưng mà sau sau thì các cháu nó quen. Và nhất là lúc mà lấy, thực ra con vịt Linh Linh này ấy. À các bạn ơi, các bạn có muốn đặt câu hỏi Linh Linh nhá. Các bạn đặt câu hỏi tại sao lại dùng cái Linh Linh này nhá. Thì các bạn nhớ đặt câu hỏi nhá. Mình đang định chia sẻ nhưng mà thôi để chờ các bạn hỏi đã, xem các bạn Thôi 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 thôi, ông nói luôn đi. Đây này có mấy câu luôn về Linh Linh này. Thứ nhất, tại sao là con vịt? Là cái con vịt này là tự Nam coi thế là mang vào trong phim hay là biên kịch rồi đạo diễn giới thiệu gợi ý? Rồi cái nữa là tại sao tên là Linh Linh? À. Các bạn ơi, có trả lời không? Không á? Đấy, mà không Không trả không lời. là không thế nào. Có không? Có chứ gì. Đây. À, có chứ lị ơi. Ok. Thực ra thì vì sao lại là cái con vịt này? Thực ra là nhân vật Đạt Điên này nó không có một cái đồ chơi gì cả. Thì em ở nhà em hay chơi với con em. Thì cái con vịt này được mua cùng với gia đình khi mà lên Quốc Mẫu Tây Thiên. Lên Quốc Mẫu Tây Thiên đi cáp treo lên đấy thì cả nhà đi du lịch thì đi tham quan thì nó bán ở những cái sạp hàng ở hai bên đường Đồ ấy. chơi cho các bé lúc mà Đồ trên hành trình. chơi và trên cái hành trình đấy thì em mua con vịt này cho Bắp để Bắp chơi. Đấy, thế thì về nhà thì Bắp chơi một thời gian thì nó lại ném ném vào trong cái hộp đồ chơi này. Nhưng mà hôm đấy em dọn thì là nó vẫn còn pin. Thế là cứ éo 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 ấy thì đâu sột soạt sột soạt éo éo éo. Thế là em mở ra thấy con vịt này, mình bảo à, con vịt này trông hay quá nha, con vịt này. Thế mình bảo được, thế thì bảo mang con vịt này đến để xin anh Khôi với cả anh Thử thử Phương xem như là nào có được không. cho vào phim được không. Và cũng phân tích với nhau là khi mà trong viện thì mình sẽ diễn như một em bé thì sẽ có đồ chơi. Anh Phương mang nhiều, anh Khôi mang nhiều con lắm, nào là Pikachu này, nào thì là cả những cái kèn harmonica cái thứ cho Để em xem chơi mình diễn này. với cái gì là hợp Nhưng mà nhất cuối đấy. cùng thì bảo là chọn con vịt này vì con vịt này nó biết nói đấy, còn chưa chưa kể nhá, nó còn Ok. đấy, xong Ôi rồi là con còn nhạc luôn. đấy, nó hát được rất là nhiều bài. Thế là đạo diễn bảo thế sẽ có rất là nhiều thứ để mà Để khai khai thác thác con vịt à? này. Còn Linh Linh thì là từ đầu nghĩ nó là bảo an rồi an an rồi là bé cún rồi rất là nhiều nhiều tên. Thế xong cuối cùng là lúc đấy thì không không biết là như thế nào nữa, nhưng mà cuối cùng anh Khôi, hình như anh Khôi anh bảo là anh thấy đặt tên luôn là Linh đi, vì Linh là Một chị sản xuất trong một đoàn. chị sản xuất ở trong đoàn làm phim nên là Linh. mà Uầy, đến mà nếu tên là Linh thì thường quá, thế là ra bảo thôi tên là Linh Linh đấy. Thế là chính ra là đây chị sản xuất đấy, chị này là đưa lương rồi đưa cơm rồi đưa tất cả cho mọi người là Và tên là làm Linh lịch cho anh em chúng mình đấy. Nhá. Thế là cuối cùng chị cũng được lên hình theo một góc nhìn nào đấy. đấy chị đấy. À, thực tế thì cái nước ở trong này là nước gì? nước Tại khoáng sao nước khoáng còn tại sao nó có màu xanh như thế này? Thế tức là em đang Anh được hỏi nó ngoài đời hay em hỏi nó trong phim? không, trong phim thì là mọi người biết là nước khoáng rồi, nhưng ngoài đời nó là nước gì? Tại vì thế này, trong những cái cảnh phim em thấy là mọi người uống rất là phê pha, Rất là ngon lành đúng không? rất là ngon Và lành bây mà giờ em phê hỏi như thật. anh hay hỏi Nam?
trước tại nam nó uống nhiều rồi. Thật ra em nam em ý uống nhiều rồi, em ý biết nước này nước gì. Chứ bản thân mình ở trong phim là cha đẻ ra cái nước này mình cũng không hề biết nó là cái hoạt chất gì. Ông này chưa bao giờ uống. Chưa bao giờ uống bởi vì anh không có cái cảnh quay nào anh phải uống cái này cả. Chỉ tất cả chỉ là đưa cho những nạn nhân của mình thôi. Chứ anh thực sự là anh không biết cái này có vị gì nữa. Và sau cái buổi thoa ngày hôm nay có lẽ là anh sẽ thử tí xem nó phê pha đến em đâu. Em uống rất là nhiều. Cái vị này là đúng là uống mà nó cũng khoái khoái phết đấy anh ạ. Và cái thứ nước này chắc phải hỏi xem là họa sĩ xem là dùng là cái thứ nước gì, nhưng mà em uống nhiều lắm. Đi đồ có phê không? Uống vào lúc đấy phê nhưng mà mệt đấy, kiểu mệt quá, quay đi quay lại nhiều lần quá mệt. Đấy anh thử xem cẩn thận nhá, phê rồi. Lắm đấy nhá, anh thấy ở trong phim điên loạn lên như nào là uống phải cẩn thận đấy. Không, nó có cái vị đấy cũng là dễ uống nhưng mà uống nhiều tôi không biết nha. Uống ít là dễ đấy nhưng mà uống nhiều là không biết được. Thực ra thì nó có vị kiểu thanh thanh mát mát thôi. Anh thấy mùi rất là thơm. Đúng rồi, thơm thơm. Cảm giác có thể uống cả cốc to được. Cảm giác uống được cho tí đá mà uống là rất ngon. Nói vậy chứ thực ra cũng phải chia sẻ thật, đây là một cái đạo cụ trong đoàn làm phim thì tất nhiên chắc chắn là nó sẽ không thể ảnh hưởng đến sức khỏe của diễn viên được và những người uống nó. Đấy là điều thực tế là như vậy. Nhưng nói như thế để thấy rằng cái việc uống một cái thứ nước bình thường không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, không ảnh hưởng gì đến thần kinh mà diễn được ra được cái vẻ phê, ra được cái vẻ lên hương sau khi uống thứ nước này, nó phải là một cái tài năng chắc chắn là như vậy của người diễn viên nào Nam. Chắc chắn là Nam mà vào cái vai diễn này sẽ có rất nhiều những kỷ niệm về sự cố gắng của bạn rồi nhập vai thế nào, tất cả mọi thứ để ra được những cái thức phim như thế khi mà uống thứ nước khoái này. Thực ra thì nó là một cái thứ nước có một cái thứ nước cho tốt cho sức khỏe thôi. Nhưng mà lại để thể hiện một cái vai nó nghiện ngập, sau đó nó bị thần kinh, sau đó là tâm lý của nó rất là phức tạp thì sao? Quả là một cái sự làm việc cũng rất là nghiêm túc anh ạ. Thế cả mấy tháng rồi bắt đầu khi mà mình làm phim càng ngày cái nhân vật nó càng ngấm vào trong người ấy. Nó cứ ngấm dần rồi là mình trao đổi với cả đạo diễn rồi là mọi người bảo hình như bắt đầu vào vai rồi đấy. Nhập. Bắt đầu điên rồi đấy. Mình bắt đầu điên rồi đấy. Ôi nhưng phân đoạn mà diễn mà khi mà anh Trọng Khôi và anh Phương anh ấy nghe tai nghe ấy. Mình diễn xong diễn lúc sau mà anh ra bảo ôi Nam ơi Nam diễn mà anh gái hết cả người luôn, cái đoạn này xem gái hết cả người luôn. Thực ra với một người diễn viên đấy là một cái câu khen mình rất là thích. Vâng. Thế thì trước khi đấy thì cũng tìm hiểu về những người bị tâm thần, rồi tìm hiểu về những cái chất hướng thần, rồi những cái loại ma túy này thì cũng phải tìm hiểu về Google, rồi search ở trên mạng. Thế nhiều người comment ấy cứ hỏi là Nam có nghiện không? Nam mà có, diễn đạt thế. Nam có điên thật không mà diễn thế? Mình bảo chứ nếu mà mình như thế thật thì làm sao đài mời mình được. Và như thế thật thì làm xong một bộ phim là hết đời. Là hết đời luôn. Nên làm xong một bộ phim có nghĩa là cuối cùng là đắp chiếu đấy. Xong bắt đầu cũng điên khùng trong vòng viện tâm thần luôn. Bây giờ phải hỏi Di Nam một điều thế này đấy là, tức là như bạn nói là bạn sẽ tìm hiểu. Dạ. Sau đấy bạn góp nhặt. Và cái khó là gì khi bạn góp nhặt được những cái thứ rất là đặc trưng của cái vai diễn đấy, bạn phải thả nó vào với những thứ thuộc về mình, trộn nó để thành ra một cái nhân vật mà mình sẽ diễn. Đúng rồi. Đúng không? Thế có những cái đặc tính nào từ ngoại hình cho đến cái những cái thói quen trong cái cách diễn này bạn nhặt nó vào bạn nhập nó vào mình để ra cái vai diễn này. Đấy, một vài cái điều dòng rất cụ thể, ví dụ mái tóc. Mái tóc này thì là anh đạo diễn anh rất thích cái mái tóc này. Thì chiều theo đạo diễn và sau đấy thì đoàn phim cũng yêu Linh Linh quá, thế đâm ra cũng làm cả tóc cho cả Linh Linh cho nó giống đạt điên luôn. Đấy, thế là bố với con là giống nhau. Đấy, thì với cái nhân vật đạt điên thì em chia ra rất là nhiều cái cảm xúc. Đầu tiên nó là khi đến với City Boy thì nó cái nhân vật này là một nhân vật nó thần kinh. Và khi bắt đầu gặp những cái đối tác làm ăn như này thì nó là một nhân vật nó rất là thủ đoạn quái. Nhưng khi mà bước vào chân vào cái bệnh viện tâm thần ấy thì nó diễn như một đứa trẻ. Thế ra là những cái đoạn mà ở trong viện tâm thần là xem nó cứ vui vui, nó đáng yêu, nhưng mà ở viện tâm thần thì lại chia ra làm hai đoạn. Một là khi diễn với con vịt thì rất là đáng yêu, nhưng khi mà bắt đầu cậu ấy không thể suy nghĩ được
thì sẽ có một cái hộp nhạc. Phải tìm bằng được cái hộp nhạc đấy vặn lên chơi những... mà là điên thích nhất. Vâng, là hai cái đồ chơi đấy. Thì đấy, những cái người bị thần kinh thì họ phân tích liên tục mà. Đầu óc họ phân tích liên tục thì đâm ra là cứ lơ nga lơ ngơ rồi lẩm bẩm nói chuyện một mình, thì tất cả những cái chi tiết đấy đều là do em xem và bắt đầu mình nhìn và đọc một số những cái tài liệu về những cái người bị những cái căn bệnh như vậy. Đấy. Thì có một cái nào gọi là dấu hiệu từ cái cách diễn, mà dấu hiệu bên ngoài hình thể ấy mà bạn luôn luôn diễn cái dấu hiệu đấy khi vào vai của mình, ví dụ sẽ luôn ngước mặt lên ví dụ thế, hay là mắt luôn trợn lên, hay là luôn đấy, thế nào? Lúc đấy là bắt đầu tóc tai lúc đấy nó rủ xuống này. Nó cứ nhìn. Nó cũng thất thần. Nó không nhìn định hướng. Có nghĩa là cái người đấy nó có nghĩa là ví dụ cận là phải nhìn bên này đúng không, nhưng mà không bao giờ thế, em cứ nhìn cái cam bên này là bạn nhìn. Cứ nhìn một cách thất thần, nhưng đến khi bắt đầu ánh mắt nó thay đổi cái nó lại bẻ một hoàn toàn một cái cảm xúc khác. Điều có cười thì nói chuyện với điều đang nói xong cứ lơ nga lơ ngơ, xong nhiều lúc tự buồn cười những cái câu nó, xong điều khi lại cười. Nhưng đến khi bắt đầu nó tĩnh lại cái là nhìn sang điều cái là trả một ánh mắt hoàn toàn khác. Tôi là một người thông minh và anh là một người đang dùng cái nước đấy để điều khiển tôi, nhưng mà tuy nhiên là tôi với anh là phải ngang phân với nhau. Thì cái phần hai này sau cái việc mà sau khi mà giải đố được cái câu hỏi xuống hầm gặp điều, thì đấy là một cái phần sau mở ra thì em nghĩ là khán giả cũng sẽ rất là thích. Linh Linh nói gì chứ? Mọi người ơi, vào đi, xem đi, chia sẻ thật nhiều nha. Linh yêu các bạn. Ok. Một trong những đoạn em ấn tượng nhất về anh Thái Sơn ấy, đấy là trong cái phim gì em xin lỗi em không nhớ tên, nhưng mà anh dắt mọi người đi ra đi mua đất để gia đình mình vui bất thình lình. Gia đình mình vui bất thình lình. Một cái đoạn rất hay mà sau đấy em tìm hiểu mới biết rằng là anh là một diễn viên chèo. Anh thể hiện luôn cái thế mạnh đó trong vai diễn của mình. Và thực sự anh có những nét rất là đáng yêu. Đúng rồi. Một nét rất mới, nhìn phát không lẫn được với ông diễn viên nào khác. Vì chắc đáng luôn. Yêu nên anh rất nhiều người yêu. Và điều là gì? Hôm nay khi mà chuẩn bị cho cái talk show này, em cũng chưa xem một tập nào, nhưng nói thật luôn với quý vị như thế. Em xem best cut. Và nói thật là cái cảnh mà hai diễn viên gặp nhau ấy, Duy Nam và anh Sơn gặp nhau trong phim ấy, em không nhận ra anh Sơn. Trong căn hầm ấy, cái lúc mà bị cái đầu ấy, em không nhận ra anh Sơn. Trong mấy giây đầu tiên tất nhiên là em không nhận ra anh, tất nhiên là vì tóc, nhưng vì cả cách diễn nữa. Để chuẩn bị cho vai diễn này. Vì trước đó em đã ấn tượng anh ở những cái màu sắc khác. Đúng, rất là kiểu ngơ ngác, đáng yêu, lơ thơ, có thể hát hò này. Cái vai gì mà tay lên tận ngực này nhỉ? Đấy, lúc nào cũng vậy, lúc này mới chịu lơ thơ. Túi ẻo, đúng rồi. Anh đã chuẩn bị như thế nào cho vai diễn này ạ? Với anh nhá, khi đọc kịch bản về vai diễn này, điều làm anh thích thú, ấn tượng, thú vị là gì? Khi mà Sơn đọc cái vai diễn này ấy, thì mình thật sự vui. Vui vì từ trước nay ấy, thì mình được làm những cái vai mà hài băng nhắng, những cái vai châm biếm, những cái vai dí dỏm một chút. Nó có thể là gọi theo đúng cái kiểu nó là sở trường của mình, vì mình diễn nhiều nó có một chút kỹ năng, một chút thói quen và nó thành cái sở trường của mình. Nhưng đọc đến cái này, trời ơi, mình thích cái nhân vật này quá. Những cái nhân vật mà nó có tính cách, có số phận, mà nó có cái nội tâm, có những cái sự trúc trắc lên xuống cả về trong tâm lý, thì nó là một cái thứ mà nếu người diễn viên đã là diễn viên thì sẽ có thể sẽ yêu thích những cái màu sắc như thế này, được thể hiện mình ở nhiều cung bậc cảm xúc. Nhưng mà lo nha. Đấy, lo là cái gì ạ? Lo là vì bản thân mình gần như chưa bao giờ làm diễn những vai này. Những vai mang diện màu sắc như thế này. Nên mình lo là chất liệu mình chưa đủ. Mình làm mình chưa có nhiều kỹ năng, cũng như mình chưa từng trải. Cái gì nó cũng phải từng trải, hoặc là ít nhất là mình đạt có một cái đỉnh nào đó rồi xem như vậy để mình soi chiếu sang. Mình soi chiếu là nó cũng giống như cái này, nó cũng giống như cái kia, để mình nhấc nó sang và mình trộn nó như là bam, đây là một thứ hoàn toàn mới. Mình với anh hoàn toàn mới, và mình dùng một chút bản năng mình
tự trau dồi mình trong lúc đọc kịch bản, trong lúc làm. Và buồn cười hỏi cả anh em luôn, Nam ơi, em đọc đoạn này chưa? Em thấy thế nào? Em có nghĩ ra cái gì? Hoặc là em thấy cái điều gì mà chưa được, em nói với anh nhá. Trong lúc anh em quay với nhau ấy, cái cảnh trong hầm, bảo em ơi được chưa? Nếu chưa được, Sơn là anh của Nam, thì bảo nếu chưa được cũng đừng ngại phải nói với anh để cho anh rút kinh nghiệm nhá. Chúng mình cùng chia sẻ, bảo nói với anh đấy. Nhưng mà rất vui, không, Nam cũng động viên và cũng chia sẻ lại. Không, em thấy anh làm đang rất ổn. Chúng ta đang nói đến cái cảnh đầu tiên mà hai diễn viên gặp nhau. Trong mấy, trong hàng hơn chục tập đầu tiên là đúng không rồi. Có cảnh gặp nhau đúng không? Hoàn toàn độc lập và không liên quan. Và theo em nhớ là như vậy. Đúng rồi. Thế nhưng mà sau đó thì cái vừa có, tập có một chút liên quan thôi, nhưng mà nó chỉ là rất là mờ nhạt khi mà cậu này cậu làm bartender ở trong cái vũ trường. Cậu hay cung cấp cái thứ đồ uống này cho cái đội City Boy này, nhưng mà mối quan hệ nó rất là lờ mờ. Và bây giờ đang bắt đầu có một cái cuộc hợp tác gì đấy, có vẻ như là nhiều cái câu hỏi mà khán giả sẽ đặt cho cái cuộc hợp tác này. Okay, anh Sơn à, những người xung quanh nhận xét như thế nào về vai diễn của anh? Ngoài vẻ ngầu và đẹp trai ra, wow, mình thấy sao xung quanh anh toàn những người thân dối quất vậy? không, thực sự là vai diễn này của anh Sơn là vai diễn mà anh cảm thấy rất vui, bởi vì là tóc của anh thì bây giờ sắp rụng hết rồi mà vai điều này nó quá nhiều tóc, nó nhiều tóc, nó nhiều râu. Thật ra cái vai này là một cái vai Sơn được tạo hình nó khác những cái vai trước quá là nhiều, từ râu tóc và từ râu tóc cho đến trang phục. Thế là mình có một cái diện mạo mới, nói chung là mọi người bảo ô có tóc này, có râu này, trông xoái ca phết nhỉ, trông xoái ca. Và quả nhất là anh em quay đẹp. Và các anh ấy quay thì đúng là hình ảnh thì rất là đẹp. Và mình tự hỏi là mọi người khen có khen đùa khen đều không? Mình có soi gương và mình thấy mình đẹp thật. Okay. Đây, có một câu hỏi nữa dành cho anh Sơn này, chắc chắn là như thế. Một khán giả mà theo dõi một cái đoạn hậu trường và thấy rằng là anh Điều ở trong phim ấy có lặn xuống sông, thoát khỏi sự kiểm soát của người, của ông Hoàng. Thì lúc đấy ấy, trong cái clip hậu trường đấy thì khán giả thấy là anh Thái Sơn lặn khá là lâu, từ khi đạo diễn hô một lúc thì mới thấy ngoi lên. Thế tóm lại bây giờ là cái kỹ năng lặn đấy là như nào với cả cái lúc đạo diễn hô, anh có nghe thấy không hay làm sao mà mãi sao mới ngoi lên? Để mà nói thế này, lặn là nghề của con mà. Thì cũng chia sẻ với cả khán giả, với cả trường quay của mình là Sơn sinh ra từ quê, Sơn ở Hưng Yên, ở Khoái Châu Hưng Yên. Thì quanh cái làng của Sơn được bao bọc bởi mấy con sông, con sông chứ không phải một con sông. Mỗi con sông thì bao bọc một khúc làng, cho nên là thường trẻ con sống ở vùng đó, Sơn sống ở vùng đó, thường biết bơi rất sớm. Mọi người biết bơi rất sớm, và đối với Sơn hồi đó Sơn biết bơi là còn muộn, vì thường những buổi trưa đợi bố mẹ ngủ, biết là việc này không tốt, sau này lớn lên mình thấy nó quá là nguy hiểm. Trốn bố mẹ, dình cho bố mẹ ngủ, bắt đầu mở cửa, rón rén bước ra. Anh Sơn ơi, đi bơi với em đi. Hai anh em rủ nhau đi, có dại dột không? Hai anh em, nhà mình có hai anh em trai. Thế là rủ nhau đi ra tắm sông. Mà đều chưa biết bơi nhá. Và Sơn đã bị bố chuột văn rút. Không phải chuột rút mà bố rút. Bố mình ra bố biết. Rút lên. Kéo lên và vút cho mấy phát roi mây vào lưng, lăn lưng. Và sau này mình biết là cái việc làm đấy nó quá dại dột, bởi vì là chưa biết bơi còn nhỏ như thế, và bố phải kéo về để mà dạy bơi. Xử lý. Và sau đó nhá, bố chặt cây chuối mang ra sông dạy mình, đây bơi đi, bố bơi ở cạnh kèm ở bên cạnh, là mình bơi nằm trên cây chuối, quê có phao đâu, đàng hoàng đấy. Cho nên là cái việc mình biết bơi thì nó cũng rất là ok, và lặn ở cái sông, khúc sông nhà mình nó quá nhiều quê hương tôi, có còn con sông xanh biếc. Quê hương tôi xanh lũy tre. Đây. Thì mình thường lặn xuống sông và mình bôi bùn lên mặt, mình chơi trận giả cùng với bọn nhỏ ở quê. Đúng rồi. Đấy, mình biết bơi từ rất sớm, cho nên cái việc lặn có một tí ở trong phim này đối với mình nó cũng thường thôi.